Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Chương trình SBTN Morning, xin lỗi quý vị, chương trình SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 Tây tháng Giêng năm 2023. Một ngày đáng nhớ. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, một kính chào khán giả SBTN. Đúng cách đây 2 năm, vào ngày hôm nay 6 tháng Giêng năm 2021, đã có một vụ nổi loạn tấn công vào tòa nhà Quốc hội Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, mà theo Ủy ban 6 tháng Giêng cho biết là qua cái sự xúi dục và chủ mưu của cựu Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta biết cái vụ này nó gây ra một vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ. Đã có hơn 800 người bị bắt và hơn 400 người bị truy tố. Riêng cựu Tổng thống Donald J. Trump đã bị đề nghị truy tố hình sự của Ủy ban 6 tháng Giêng sau một năm rưỡi điều tra. Thẩm vấn hơn 1.000 người và có hàng triệu trang tài liệu liên quan chuyện này. Và ngày hôm nay có hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là phía Đảng Dân Chủ của Hạ viện Hoa Kỳ, họ đã đánh dấu cái ngày hôm nay không thấy cái Đảng Cộng Hòa nó làm chuyện này. Cái thứ hai là ngày hôm nay tại phòng X Room, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ tưởng niệm cái vụ này. Rồi năm ngoái thì ông đến Rotunda cũng đọc bài diễn văn. Và xin bạn có thể cho coi laptop của tôi coi những vị dân cử của Đảng Dân Chủ bước trên cái thềm Quốc hội xuống phát biểu như thế nào sau đây. Đây, đi đầu là ông dân biểu Hakeem Jeffries, trưởng khối thiểu số của Đảng Dân Chủ. Và bên phải ông là bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện. Kế bên bà là bà Catherine Clark, là nhân vật số 3 của Đảng Dân Chủ. Và kế bên bà là ông dân biểu Steny Hoyer, cựu trưởng khối đa số của Đảng Dân Chủ. Bên trái thì chúng tôi thấy có cái ông mà tôi không biết cái bà đó là bà tên gì, mà kế bên bà đó là cái ông đứng mà để hai cái tay mà bắt lại, đó là ông, đó là ông dân biểu Pete Aguila, coi như là phụ tá trưởng khối thiểu số của ông Jeffries. Và chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ có bên khoảng hơn 200 vị dân biểu của Đảng Dân Chủ bước xuống đây để mà tưởng niệm cái vụ này, đánh dấu cái sự kiện lịch sử này. Không thấy phía bên Đảng Cộng Hòa. Và chúng ta nghe bà Nancy Pelosi, ông Jeffries phát biểu sau đây. Thưa quý vị. Several heroic police officers who gave their lives protecting the Congress, the Constitution and the country. We are gathered here to honor their memory and acknowledge with deep gratitude the tremendous bravery of the hundreds of officers who defended us at this citadel of democracy that fateful day. As a result of the events on January 6th, the lives of five heroic officers were lost. Nghe ông Jeffries nói là cái vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội cách đây 2 năm làm cho 5 cảnh sát viên thiệt mạng. Và kế đến chúng ta có thể nghe bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện, phát biểu như thế nào. For having your first official public act be one to be a moment of reflection, a time of reflection and gratitude to our heroes. I associate myself, as I'm sure all of our colleagues gathered here, with your remarks and singing their praises. The January 6th. Bà đã vinh danh những nhân viên công lực hy sinh và làm việc trong cái ngày hôm đó. Không thấy họ nhắc tới cái chuyện nó như thế nào. Và sau đó thì nữ mục sư của Hạ viện đã có lời cầu nguyện. Và sau đó thì ông Jeffries tiếp tục phát biểu. Protect the Capitol, the Congress, and our Constitution. Chúng ta nghe ông Jeffries nói tiếp tục sau đây. Đây là cái lúc mà họ cầu nguyện. Và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ cảm ơn các cảnh sát viên đã giúp mà cứu cái tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Đây là cũng là một cái giây phút rất là đặc biệt, thưa anh Long. Vâng. Có một cái giây phút cũng đáng chú ý, đó là cái cảnh mà họ mời những gia đình của những cảnh sát viên bị thiệt mạng trong và sau cái ngày 6 tháng Giêng đó. Mỗi một gia đình lên gọi là đọc tên cái người thân nhân của mình đã qua đời.
Giống như vụ 911 đúng không? Thì đây đây trên màn ảnh quý vị, đây là cái hình ảnh, xin anh Thanh cho xem màn laptop của tôi. Đây là hình ảnh gia đình của cảnh sát viên Sicknick, người mẹ lên đọc tên tên ông, rồi sau đó những gia đình khác là tiếp tục đọc tên các cảnh sát viên đã bị thiệt mạng sau cái vụ nổi loạn của những người ủng hộ cho ông Donald Trump. Và trong cái sự kiện này, như từ nãy giờ chúng ta quan sát trên màn ảnh, chỉ thấy rằng chỉ có những người dân biểu bên phía đảng Dân Chủ ra tưởng niệm, còn bên Cộng Hòa tuyệt nhiên không có một bóng người. Nhưng trong ngày 6 tháng Giêng, chúng ta đã xem tất cả những cái đoạn video clip, những người Cộng Hòa cũng chạy trốn, cũng cố thủ, cũng dùng mọi thứ để mà chặn cửa không cho những người bạo loạn tiến vào, cũng ngồi những người phụ nữ cũng than khóc, cũng tụ tập lại với nhau kêu gào. Nhưng mà đến ngày hôm nay, họ coi chuyện đó là một cái chuyện gì đó không cần phải đáng nhớ, hoặc là họ cố tình quên. Thật mình không biết. À, anh nói vậy thì tội nghiệp không? Chúng ta chỉ biết một sự kiện là không có mặt họ ở đây. Được chưa? Được chưa? Vì sao rằng thì là mà chúng ta sẽ phải hỏi 222 vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa, tại sao quý vị không mặt đây? Hay là có thể là bên Dân Chủ không mời họ thì sao? Đó, không. Mình... Đúng không? Tôi nhưng mà nói sự rằng... kiện, sự kiện và sự kiện, được chưa? Thì tôi chỉ đã là hay thôi. Anh nói chỉ hay, họ, hơi bị họ, nhỏ. Họ không muốn nhớ hay là họ cố tình quên. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta chứng trong cái ngày đó. Nếu mà nói ngôn từ bình dân, tất cả đều chạy như vịt cả. Đều chạy như vịt tìm cách để mà thoát thân. Nhưng mà sang ngày hôm nay thì chúng tôi hoàn toàn không nhớ. Thì đây chúng ta phải nói không, rằng không, là... Không. Đừng nói chúng tôi hoàn toàn nhớ. Chúng tôi hoàn toàn không có mặt. Chúng tôi hoàn toàn không có mặt. Chúng tôi lo đấu đá nội bộ, phải không? Cái chuyện đó là tính sau. Anh nói vậy là bà Lauren Boebert, dân biểu của Colorado, bà sẽ mắng anh. Cái này không phải là đấu đá, đây là nền dân chủ. Chúng ta cần phải tranh cãi như thế, tranh luận như thế, được chưa? Mình không biết cái chuyện, mỗi chuyện mọi người diễn giải khác nhau. Nó có ngàn lẻ một cách để chúng ta diễn giải. Nhưng chúng ta không thể nào mà bác bỏ sự kiện là hồi nãy chúng ta thấy không có vị dân biểu Cộng Hòa nào, đúng không? Yes. Đó, chỉ nói cái đó thôi. Đó. Rồi bây giờ đó mới là nói tới cái chuyện này. Bây giờ anh nói là họ đấu đá với nhau. Đấu đá nhau có thể là có người nó đấu đá, người không đấu đá. Nhưng mà sự kiện là gì? 11 vòng bỏ phiếu, chúng tôi vẫn chưa bầu lãnh đạo. Được chưa? Qua 3 ngày và hôm nay ngày thứ tư sẽ là vòng thứ 12. Đó là sự kiện và sự kiện. Được chưa? Sáng nay tờ Bloomberg họ nói hay lắm. Và ngày hôm nay đó, ngày 6 tháng Giêng, đánh dấu 2 năm nổi loạn của Tổng thống Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ ông, thì ông Joe Biden có món quà rất lớn, đúng không? Đó là Đảng Cộng Hòa đang bị chia rẽ trầm trọng. Đúng không? Đó. Chia rẽ trầm trọng, đúng không? Sự chia rẽ là có, đấu đá có không chúng ta không biết. Nhưng mà rõ ràng có 20 người đang chia rẽ Đảng Cộng Hòa. Và người ta hy vọng ngày hôm nay là sẽ giải quyết được cái chuyện đó. Đó. Nhưng mà tờ Bloomberg họ bình luận họ là cái này là món quà cho ông Joe Biden. Bởi vì đấy đúng cách đây 2 năm. Chính những người này ít nhiều đã kích động cái ông Tổng thống 4 năm. Và từ đó mới kích động những người khác nổi loạn. Và rồi sau đó chính cũng những người này bác bỏ kết quả bầu cử do Nhân dân Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thực hiện. Rồi sau đó cũng chính những người này, gần như những người này nhưng mà toàn bộ á, họ đi họp binh những cái người mà nổi loạn. Nào là khách du lịch, nào là người yêu nước, vân vân vân, chúng ta nghe rồi, có đúng không? Đúng không? Đó. Và họ binh ông Trump. Và họ cho đến giờ phút này vẫn là như vậy. Thì tập lúc bờ không, họ mới bình luận này. 2 năm rồi nước Mỹ vẫn chưa hết nổi loạn. Wow. Được chưa? Được chưa? Câu ấy là không, hơi... không, đúng không? Yes, đúng không? Yes. Nhưng mà nổi loạn kỳ này thì là không phải nổi loạn ở đại nước Mỹ mà nổi loạn trong Đảng Cộng Hòa qua 20 vị dân biểu đó. Được chưa? Được chưa?
Tức là nước Mỹ cách đây 2 năm bị nổi loạn. 2 năm sau Đảng Cộng Hòa bị nổi loạn. Và họ nói đây là món quà lớn nhất mà vô giá nhất cho Joe Biden. 20 người đó là ai? Tại sao họ nổi loạn? Quý vị muốn biết họ là ai? 11 nhớ. Trong chương trình xoáy tin chúng tôi sẽ cho quý vị biết sâu hơn về những con người này. Được chưa? Xin mời. Đúng không? Dạ, xin mời. Chính xác. Và cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng. Cái đuôi của sự nổi loạn nó kéo dài trong cái chuyện mà Đảng Cộng Hòa gọi là đối vào đầu nhau một cách bế tắc, không được tìm ra được một chủ tịch Hạ viện. Là vì sao? Là bởi vì các thành viên 20 người này, phần đại đa số đều là những người chống lại cái kết quả bầu cử năm 2020. Và ông Kevin McCarthy là trong ngày 6 tháng Giêng, sau khi mà ông chạy như con vịt, thì ông lên đăng đàn, ông nói ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm. Mặc dù sau đó ông đến, ông ôm chân ông Donald Trump, đã too late. Và bây giờ có thể ông đang hối hận cái hành động đó. Bởi vì trước sau gì, đến bây giờ ông mới cảm thấy rằng cái hành động ôm chân cũng chưa đem đến cho ông cái ghế chủ tịch Hạ viện mà ông mong muốn, để ông quay 180 độ, lật ngược lại những gì mà ông nói ngày 6 tháng Giêng. Để chúng ta thấy, chứng kiến những gì đang diễn ra. Và bây giờ có thể ông có nhiều suy nghĩ trong lúc này lắm, để mà không biết như thế nào để mà giữ được cái chức chủ tịch Hạ viện sau khi đã làm một giữ cái... đâu giữ đâu để giành cái ghế, xin lỗi, có được cái búa giành gõ cái ghế mà bây giờ chúng tôi thấy mọi thứ đều như giống xa vời trong tầm tay. Không, tôi nghe nói là ngày hôm nay có một số tiến triển, mà như nào lát chúng tôi sẽ nói tiếp về cái chuyện đó. Mà trở lại với cái chuyện mà ngày hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày Quốc hội Hoa Kỳ bị tấn công, thì bà thấy không, bây giờ ngay chính những người trong cái đảng đó mà ủng hộ cái chuyện đó, bây giờ họ đang bị tấn công từ bên trong. Mỹ nó gọi là from within, từ nội bộ đang tấn công. Tôi không nói chia rẽ nha. Xin lỗi, tôi không nói đấu đá. Đây là sự chia rẽ. Sự chia rẽ thấy rõ. Đó. Và cái chuyện mà anh Long nói đó, là từ cái lúc mà Kevin McCarthy nói ở tại phiên họp quang đại Hạ viện, nó qua tới cái chỗ mà 6 ngày sau khi mà ông Trump rời tòa ốc về Mar-a-Lago, ông Trump đó. Nó còn một chuyện đó là ông nói với các vị dân biểu Cộng Hòa là tôi sẽ kêu ông Trump từ chức. Yes. Tôi lúc đó tôi đã kêu ông Trump từ chức. Sau đó ông chối. Thì bị bà dân biểu Buller, bà mới chứng minh nhớ không? Yes. Trong cái cuộc họp đó. Và sau đó thì ông trừng phạt bà. Và cuối cùng đó thì ông ủng hộ đối thủ của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Washington. Bà mới thua. Thua thì gặp cái ông kia lên, nó cực đoan quá. Thì ông lại thua ông Dân Chủ. Mất ghế đó về cho Dân Chủ. Đó. Chuyện phải nói là khá lý thú. Đúng 2 năm trước nước Mỹ bị tấn công, bây giờ ngay cái đảng mà ủng hộ việc tấn công đó hoặc là bỏ qua chuyện tấn công đó thì đang bị tấn công from within, từ bên trong. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.